26 giờ chiều nay ngày 29 tháng 8, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ kể tiếp câu chuyện cổ tích của mình bằng cuộc đối đầu với đội tuyển Olympic Hàn Quốc tại vòng bán kết. Ngay sau đây sẽ là 11 cái tên được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cho cơ hội xuất phát ngay từ đầu. Đứng trước khung gỗ vẫn là thủ thành Bùi Tiến Dũng. Olympic Việt Nam là đội bóng duy nhất trong 4 đội góp mặt ở vòng bán kết chưa để thủng lưới bàn nào. Thành tích ấn tượng này có một phần đóng góp không hề nhỏ từ sự chắc chắn của thủ thành đang khoác áo câu lạc bộ FLC Thanh Hóa. Ở phía trên, bộ ba trung vệ đã tạo nên lá chắn thép vững vàng cho Olympic Việt Nam vẫn được giữ nguyên. Đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh. Sau khi căng hết sức mình tại cuộc đối đầu với Olympic Series ở vòng tứ kết, Duy Mạnh đã bị chuột rút toàn thân và buộc phải rời sân ở những phút cuối cùng. May mắn thay, trung vệ này đã kịp phục hồi và xuất hiện trong đội hình xuất phát. Hàng tiền vệ cũng đã có những sự thay đổi so với trận tứ kết. Xuân Mạnh thay cho Văn Hậu chấn giữ hành lang cánh trái, do Văn Hậu đã nhận đủ 2 thẻ vàng và phải nhận án cho giò ở trận đấu này. Trong khi đó, Xuân Trường trở lại, thay thế cho Quang Hải để đá cặp cùng Đức Huy. Bên phía cánh phải, Văn Thanh vẫn được tin tưởng. Đáng chú ý nhất có lẽ chính là những sự thay đổi trên hàng công của Olympic Việt Nam. Công Phượng và Văn Quyết không xuất phát từ đầu, Quang Hải được đá cao hơn, qua đó có điều kiện làm khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Bộ đôi Song Đức với Anh Đức và Văn Đức cũng sẽ được phối hợp với nhau, trong đó Anh Đức là người đá cao nhất. Mọi niềm tin, tình yêu của hàng triệu trái tim Việt Nam đang hướng về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúc cho các chàng trai của chúng ta sẽ có một trận đấu thành công.